Tuổi còn nhỏ lắm, anh đừng có chọc em, cậu em có nữa. Cái ngày mà gọi là động phòng á, mà ở dưới quê hai chồng em không làm ăn gì được hết. Thế hả? Tại vì dưới quê em út được nhiều lắm đó chị, rồi thêm cái nhà bách lá rồi kia gì đó. Dạ, cái nghèo, là cưới xong mà nghỉ động phòng luôn đó, là biết động phòng luôn. Không động phòng luôn. Anh ấy không làm ăn gì được hết, cho nên là anh xin mẹ lên quan hệ sao lên gần thôi liền luôn. Nó nôn không? Dạ cũng nôn chị. Nôn hả? Mà cũng thích không? Dạ. Phải thích rồi chứ, thích rồi chứ. Thôi ơi, gái quê mà đúng không? Rồi giờ hỏi trai quê nè. Thế thì cái đêm thứ hai á, nhưng chắc bần thần không có làm ăn gì được đúng không? Không biết nói sao giờ nữa, nhưng mà thật ra rất là thích. Chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Đặng Hoàng Tâm, năm nay mình 44 tuổi. Mình đến từ Cần Thơ. Em tên là Kim Châu, năm nay em 34 tuổi, nhỏ hơn xã 10 tuổi. Nhỏ hơn đúng 10 tuổi luôn. Đúng 10 tuổi, dạ. À, Châu làm công việc gì? Em ở nhà kinh doanh, mua bán điện thoại và laptop. À, dạ, kinh doanh tại nhà. À. Còn anh Châu là làm nghề gì? Thì cũng kinh doanh tại nhà anh Thuận. Là hai vợ chồng là cùng hai vợ chồng mở cửa hàng mua bán điện thoại laptop. Và hai người ở Cần Thơ lên đúng không? Cần Thơ là cảm ơn quá. Dữ lắm luôn á. Phải nói là có những cặp vợ chồng mà thưa quý vị đi lặn lội từ xa xôi lên đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Đến với chương trình Vợ Chồng Son là ai ấy cũng đều tươi cười như thế này. Thì thay mặt chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn cặp vợ chồng của Tâm và Châu. Dạ. Khi được mời tham gia chương trình Vợ Chồng Son thì cái cảm xúc của em như thế nào? Nói chung là em vui lắm, em nhận lời liền luôn. Em chưa hỏi ông xã luôn, em sáng quyết định là em luôn. Bà xã gọi nó anh ơi cái có chương trình Sài Gòn nào, giờ em quyết định liền luôn, không cần anh gì hết trơn. Vậy đó. Cái nói chương trình gì vậy, cái nó chương trình Vợ Chồng Son, cái nó ủa mình cưới 10 năm mà nghe bà xã. Đó. Nó nói 10 năm. Âu cái cặp của tụi em á, tức là cái số này là cái số đặc biệt là dành cho những cặp vợ chồng mà không phải son về mặt thời gian, mà son là trong cuộc sống á, em hiểu không? Tức là đã lấy nhau lâu, cái cặp vừa rồi là người ta tới 19 năm lận đó, cái cặp trước tụi em á, ha, ở tụi em là 10 năm hả? Dạ, lấy nhau là 10 năm rồi đúng không? 10 năm đúng rồi anh. Rồi quen nhau là bao lâu? Dạ 5 năm. 5 năm. Đó, 15 năm. 15 năm. Bên họ cặp Phúc Phượng hồi nãy là 19 năm. 19 năm. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình là mời hai bạn kể cho chương trình biết là hai bạn lần đầu tiên quen nhau như thế nào. Bà sẽ kể đi. Đầu tiên á là khi hai em biết nhau là em bán cửa hàng điện thoại cho tiếp cậu em. Anh chồng em mới ghé cửa hàng đó mua điện thoại rồi gặp em, nhưng mà không biết làm quen bằng cách nào hay sao đó, em nghe anh nói lại là làm bộ thử gọi điện thoại qua với nhau để cho biết được cái số. Rồi khi đó không có làm quen liền mà về rồi 3-4 ngày gì đó rồi đi công tác. Tới lúc đó rồi nằm ở khách sạn buồn nhớ lấy điện thoại ra mới nhắn tin gọi điện để làm quen với em. Thực ra thì công việc hồi xưa em làm tiếp thị, em làm đi tiếp thị mà bên dược phẩm. Em đi 3 ngày sau em đi công tác ở Trà Vinh thì tối ngủ một mình cũng hơi buồn, nên là nhớ lại 3-4 ngày trước là mình có gặp một cô bé như thế. Cái mới gọi, gọi nhiều lần lắm mới được. Thì gọi được thì cũng hỏi, không biết hỏi gì chứ, hỏi em tên gì. Rồi hỏi anh là ai mà anh gọi tôi mà anh hỏi tôi kỳ vậy, tên gì rồi này kia giống như điều tra lý lịch. Cái đó em không nhớ hả, anh mua cái điện thoại ở cửa hàng em 3 ngày trước nè. Rồi lúc đó thì nhớ như là bà xã cũng trả lời là tuổi còn nhỏ lắm, anh đừng có chọc em, cậu em có nữa. 3 tháng sau thì tụi em mới chính thức nhắn tin, trong thời gian đó thì cũng nhắn tin được một vài lần, trả lời một vài lần. 3 tháng sau tụi em mới xin cổ để hẹn được, nhưng mà hẹn thì giống như là đi thăm bảy vậy đó. Gặp cái đi liền chừng 5 phút. Khó đi lắm, trốn cậu để đi nói là làm bộ đi mua cái gì đó hay chạy giết về. Nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng đó là em đã có ấn tượng gì về anh này không? Dạ em cũng biết nhớ mặt, tại vì lúc mà anh ghé cửa hàng á là lúc nào cũng đeo cái mắt kính hết trơn á. Mắt kính em không thấy được mắt gì hết trơn á, em nói người gì đâu mà vô mua đồ mà không có đồ có mắt kính ra, mất lịch sự quá hà. Em không có ấn tượng tốt. Rồi nói chuyện thì hay le le cái lưỡi liếm cái môi nữa. Sau khi 3 tháng đó là gặp nhau lén lút như vậy, đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Nếu mà tính ra thì chắc cũng tròn 6 tháng rồi. Em nói em yêu bà xã nhiều lần lắm mà bà xã không chịu. Dạ lúc thôi. Đó em mới có 18-19 tuổi à. Từ ở dưới quê gốc em là Hậu Giang. Từ dưới quê lên Cần Thơ cái chưa biết gì hết trơn, cái tự nhiên ổng cua em luôn, dính luôn chứ chưa quen ai. Rồi sau 6 tháng đó còn lén lút không hay là công khai luôn? Vẫn cứ gặp chừng khoảng 10 phút, 15 phút. Cái đó là đó. Bước 1 thôi là lén cậu thôi. Còn khi mà biết rồi, gia đình biết rồi, gia đình cũng không chịu ngăn cản, không có cho phép đến với nhau. Ba cho nên là kéo dài 5 năm luôn. Mà 5 năm trời mà em vẫn kiên trì mà đeo đuổi. Đeo theo tới cùng. Anh đâu có nhã đâu. Em có một cái này rất là may mắn nè. Các cậu của bà xã thì lại rất là cưng thương. Thương em cực kỳ. Em cưới được bà xã là cũng nhờ các cậu nhiều lắm. Nhờ các cậu đúng không? Mà chị hỏi nè, trong lúc 5 năm mà yêu nhau đó thì anh này chắc chắn hơn em 10 tuổi, nên phải lớn hơn em rồi. Cho nên là khi mà hung em thì chắc chắn là anh cũng biết cách hung rồi.
Còn có lúc nào mà ông ngỏ lời mà có ông dụ dỗ em đòi hơn vậy nữa không? Nói chung là cũng có chị, nhưng mà em giữ không cho. Dạ, không cho. Lại gia đình em cũng khó vấn đề lắm. Đến ngày mà gọi là động phòng á, mà ở dưới quê hai chồng em không làm ăn gì được á. À, tại vì dưới quê em út được nhiều lắm á chị, rồi thêm cái nhà bách lá rồi kia gì đó, gia đình nghèo, là cưới xong mà nghỉ động phòng luôn đó, làm biến động phòng luôn, không động phòng luôn. Anh ấy không làm ăn gì được hết, cho nên là anh ấy xin mẹ lên qua ngày hôm sau lên gần hơi liền luôn. Coi như là lên đi làm. Rồi em, nhưng mà cái lần đầu, thôi chị hỏi đi. Tò mò quá. Em tò mò á. Đêm đó nôn không? Dạ cũng nôn chị. Nôn hả? Mà cũng thích không? Dạ. Thì phải thích thôi chứ. Thích thôi chứ. Thôi ơi, gái quê mà đúng không? Rồi giờ hỏi trai quê nè. Thế thì cái đêm thứ hai á, nhưng chắc bần thần không có làm ăn gì được đúng không? Không biết nói thì sao giờ nữa. Nhưng mà thật ra rất là thích. Tại vì mình được bà xã tốt, mọi thứ nó đều tốt đẹp hết. Và nó nguyên vẹn hết. Nói chung là hợp đúng không? Nguyên vẹn hết. Hợp hết đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi và tụi em vẫn yêu như ngày mười mấy năm về trước. Đó, như vậy là son đó. Thì chắc chắn không có tật xấu gì đâu, đúng không? Vậy ở chung có tật xấu gì không? Coi chương trình này. Dạ cũng có cái chị. Cái phần này lắm đúng không? Đâu kể cho anh nghe coi những tật xấu của ảnh là gì? Cái tật xấu của ảnh á là nói chung là lúc mà quen nhau thì em đã phát hiện một tật xấu rồi. Cái tật hút thuốc của ảnh hút thuốc nhiều lắm luôn. Lỡ gần là ngồi như vậy là đã hôi vậy đấy chị. Hôi mùi thuốc bao? Một ngày chắc cả gói á. Một gói cả gói gửi. Mà em có nói là giờ anh chọn em hay chọn thuốc? Anh nói là anh chọn em. Nhưng mà chọn em mà cuối cùng cũng không bỏ thuốc được. Em phát hiện nhiều lần lắm luôn. Nhưng mà hứa không à. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Bây giờ đã bỏ hẳn luôn rồi. Luôn rồi. Trời ơi hay quá. Không cho hôn. Em làm đúng vậy đó, đang muốn hỏi đó. Em làm điều gì để cho anh bỏ thuốc? Em nói là hút thuốc mà em lại gần, em đứng xa em nghe là em không bao giờ em cho hung bất kể hung ở đâu trên người em cũng không cho, không cho đụng luôn. Là bỏ từ khi nào? Cũng lâu rồi đó, là cũng chết lên chết xuống mấy lần. Trời, dứt nọc luôn đó. Dứt nọc. Dứt nọc được bao nhiêu năm rồi? Em tính chắc không, mới mấy tháng rồi chị Vân ơi. Mới em. Gần năm mà. Mới mấy tháng thì chưa dứt. Nhưng mà lần này dứt rồi chị Vân ơi. À, khi mà cưới về á là em phát hiện ra là không phải nói không có xì. Em phát hiện ra là ảnh có một cái hôi trên cơ thể dữ lắm luôn. Đó là cái hôi chân mang của ảnh á. Em xưa em mang giày dữ dạ. Bị phong thấp nó hôi dữ lắm luôn. Em nói sao mà trong lúc mà quen nhau ha, 5 năm á, đâu bao giờ thấy bỏ đôi giày ra hay gì đâu. Em nói nếu như mà ha, lúc quen nhau em biết ảnh bị chân hú gì là em không có yêu ảnh đâu. Không, mà cái đó phải thật xấu đó là cái đó là ngoài ý muốn. Chưa chị, còn cái nữa là ngủ hăng ấy kinh khủng lắm. Cái đó cũng ngoài muốn luôn. Dạ. Cái đâu ai muốn ha. Em nói là hai cái tật đó là nói rồi mà không bao giờ mà hết được. Rồi bây giờ tới Tâm đó. Bây giờ cô gái này có tật xấu gì không? Bà xã em thì có một cái là dữ lắm. Dữ à? Chỉ có em sợ con cái đó thôi. Mặt này hiền lắm mà không biết hung dữ con em gì. Hai đứa nào cũng nói vậy luôn. Em hiền với mọi người nhưng mà em dữ với chồng chị. Nhưng mà mỗi lần mà cự cãi nhau đó là em thua. Thua không? Năn nỉ không? Mười năm mấy năm mình năn nỉ rồi. Có bao giờ em bị nhéo, bị nhéo rồi bị cởi áo được cái chị coi nó chạy. Có không? Có em lúc mà xả em vào lên chạy. Là em vào là chảy máu luôn á. Em xé áo đánh thì đưa lưng cho đánh thôi, nhưng mà bà xã thì có tính nóng tại vì mặn quả. Chỉ có một điểm đó là khuyết thôi, còn tất cả thì trong 10 năm qua em chưa thấy điểm nào khuyết. Như vậy là chỉ có mong muốn thay đổi là bớt cái tính nóng đi thôi. Đúng, bớt tính nóng và nghe chồng giải thích nói trước. Em, chị nói nghe nè, cái vụ mà nóng tính á. Dạ. Chồng em nói là đúng đó, em phải thay đổi. Em biết lý do tại sao? Khi mà còn đủ yêu, đủ thương với chồng á, chồng là vì chồng đang rất thương em, rất yêu em về mọi thứ luôn. Mình cố gắng mình giữ cái đó hoài, đừng có để là nó bị một cái tì nào đó, thì nó giống như là nước mà lắng phèn á, em có thấy liền, nó lắng từ từ rồi cái lớp đó nó cứ dần đến một lúc nào đó nó quá, nó vượt cái ngưỡng rồi thì tự dưng nó mất hay. Em hiểu chị. Nói chung thì em hôm nay em sẽ ghi nhận cái đóng góp của anh chị với lại của ông xã em. Là em sẽ cố gắng khắc phục. Thì đôi lúc em cũng biết là cái tính em nó nóng vậy là không có tốt, nhưng mà em chưa khắc phục được hoàn toàn. Thì em qua chương trình này, sau chương trình này em sẽ cố gắng. Đó, hứa rồi đó, đó là cố gắng rồi đó. Rồi bây giờ cũng cần một cái lời hứa từ anh chồng nữa. Đúng rồi, đó. Vợ đã hứa vậy rồi thì cái vụ hút thuốc. Bây giờ cái vụ hút thuốc, bây giờ ông phải hứa sao mà trên chương trình luôn là xong chương trình này rồi là bỏ luôn, tiệt nọc luôn. Đó. Em chắc chắn em sẽ bỏ. Tại vì em còn cái một cái điều mà em xin bà xã nữa. Gì nữa? Em nói với bà xã hoài, em nói bà xã xin con gái thì anh sẽ bỏ thuốc lá hẳn. Thôi đừng có nói, anh bỏ đi. Bây giờ anh say vì nói cho em à. Bây giờ ước mơ của anh là có đứa con gái. Còn cái chuyện em có hay không có gì thì anh cũng vẫn bỏ thuốc à. Em đừng lo. Trời, động lực chấp liền gì? Mình chấp động đó. Lực liền luôn. Thôi chúc cho các bạn ha, sẽ đạt như ý nguyện ha. Qua năm sau sẽ có một cô công chúa xuất hiện nha. Ừ, dạ. Đẹp như mẹ luôn.
cảm ơn anh chị. Rồi bây giờ sao, có cơ hội hợp gì không? Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời em đi. Thôi, em cứ ngồi cứ thoải đi. Mái. Rồi. Gia đình em tên gì? Dạ, em tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Dạ, Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Là mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Quy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Rồi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Quy, công việc của Quy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây đánh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại. Đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi về gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cô luôn. Đúng không? Không có, là Mai. Là Mai. Là Mai. Không, dính đâu, không dính. Em, là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được. Chị phải dẫn ra là Mai. Yeah. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Yeah. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp, thật đẹp của mình được không ạ? Đó, rồi. Yeah. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Không cố gắng chị này, thôi chị đi ra rồi đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con nhé. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được, dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình, bực mình rồi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao, em lúc em đọc em thấy sao? Đã gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy? Dạ, khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Còn em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đêm sâu. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao, là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đi ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không, là sẵn vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. Cái gì? Là uống cà phơ. Uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày đi... hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau là uống cà phê luôn. À. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Dạ, đi. Hai đứa vô quán. Giới chơi. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mồ côi. Với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Về là đùi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sao cái bữa đó luôn. Sao cái bữa đó luôn. Là ra đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đâm chi mà đâm chi. Mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là
anh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuôi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ, lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rồi, đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Dạ. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi lái là đi cầm tay rồi. Ừ, cứ là đùa vậy đó. Rồi. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Dạ. Tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. À, dạ, rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Quý. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ, tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay hơn. Gặp trực tiếp hay hơn. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh... Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà, Bây giờ cháo xong rồi tối gì đó là được. Là ngày nào mà có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không? Chậm chứ là chồng mình là không biết nhiều. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ dễ gặp. Không, vô chat đó, bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có điện. Đúng không, đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn à. Ồ vậy đó. Mới chừng nào mình ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Là con, là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm. Khó ngủ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó. Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo vậy ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thôi vậy mà không. Bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Không, ra là làm như là quen hơi đó, quen chậu vợ, quen giọng hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Về phải điện à, chứ điện không được. Chồng thì lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em đó 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là giận luôn. Tao không cần. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ chịu là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa đêm này gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. Hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn cho nhau tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên uống hơi quá chén. Uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối
8 giờ, 8, 9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ, còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. À, có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết. À. Anh là đầu tiên biết mà. Dạ. Em cũng đầu em tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh. Ừ. Dạ. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không có vui trời quá. Trời đợi vui vẻ quá mà. Hả? À, rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Dạ. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính á. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sao mình lấy lại đi cho chút mình về lại. À, mình ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính rồi. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đi em cắt. Ừ. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này là làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Lãng trí. Hay quên. Dạ. Quên lắm. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại. Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại làm ấy, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ, cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là một... tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Uống bao sữa à? Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng là cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này cái nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nghe là sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng, anh cũng quét lát chảo quét mà hay gườm lắm, cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi, đừng liếc người ta, hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được, mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều, với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó, anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Thì đang nói mẹ em chen vậy, em chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, nói chưa hết ý. Nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quánh em lại bỏ em đi chơi luôn. Bỏ rồi tới bao lâu mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tăng này. Tăng này. Có vợ quánh lại không? Không. Sao quánh được? Vợ sao đâu quánh được đúng không? Vợ quánh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều lúc mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa.
Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi không có. Mấy hôm nay là có nhắn tin cho người bên chương trình á, thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Ờ, thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi còn thằng xấu gì nữa không nè? Thằng xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải thật xấu tốt. Đâu. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mong lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên người ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó không mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Dạ, thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông xả bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng. Hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bớt chơi game lo việc nhà. Kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ông định. Đừng bớt game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nó chơi game cái. Đúng rồi đó em. Dạ. Mắt em có bị cận không? Tại mắt dạ. Bị sỏi mắt à? Bị gì? Bị sỏi mắt à? Sỏi á, tức là à mắt hột á phải không? Dạ. Bị mắt hột á đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Dạ. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không em? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Không rồi. Dạ. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. Mình đỡ cực hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt dồn bắt ổng hiểu không dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ đó, một công đôi chuyện mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á, rất dạ. Nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt lắm phải luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn được không? Dạ được ạ. Rồi nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con tròn con vuông. Dạ vâng ạ.